Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình thời sự ngày hôm nay sẽ được gửi tới quý vị và các bạn một số nội dung đáng chú ý sau đây. Việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng của Đảng bộ huyện Tân Uyên góp phần khẳng định kỷ luật kỷ cương trong Đảng được siết chặt hơn, phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức đảng và cán bộ đảng viên. Ngành giáo dục và đào tạo huyện Nậm Nhùn tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển giao thông, thời gian qua đã có nhiều tuyến đường được đầu tư mở mới, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2023 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 14 và 15 tháng 10 năm 2023, tại hội trường lớn Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu. Đối tượng tham gia là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên, làm việc tại các sở ban ngành tỉnh, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Mỗi cơ quan đơn vị thành lập một đội dự thi không quá 10 người. Thi theo đội, mỗi đội dự thi tham gia đầy đủ 3 phần thi, chào hỏi, kiến thức cải cách hành chính và thông điệp cải cách hành chính. Hội thi là sân chơi bổ ích để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của tỉnh, thiết thực và hiệu quả. Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2023. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 14 và 15 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội thi tìm hiểu cải cách hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2023. Hội thi có sự tham gia của 15 đội thi đến từ 8 sở ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân 8 huyện thành phố. Dự khai mạc hội thi có đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo hội thi cải cách hành chính tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh. Hội thi cải cách hành chính nhà nước tỉnh là hoạt động nhằm tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị địa phương. Thông qua hội thi, tạo điều kiện để cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn học tập kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính. Hội thi sẽ diễn ra trong 2 ngày, 14 và 15 tháng 10. Các đội tham gia dự thi sẽ trải qua 3 phần thi, trao hỏi kiến thức cải cách hành chính và thông điệp cải cách hành chính. Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo hội thi cải cách hành chính tỉnh nhấn mạnh, cải cách hành chính là chủ trương lớn luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm và xác định là khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thống nhất, thông suốt, hiệu lực và hiệu quả. Dựa trên những định hướng chiến lược, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Kết quả công tác cải cách hành chính của tỉnh trong những năm gần đây đạt nhiều kết quả vượt bậc, liên tục tăng thứ hạng, đánh dấu những thay đổi có tính bước ngoặt tạo động lực, điều kiện thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp, góp phần thay đổi diện mạo của tỉnh. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Vì vậy, hội thi lần này là dịp để tỉnh Lai Châu lan tỏa, nhân rộng những mặt tích cực về công tác cải cách hành chính và nhìn nhận lại những hạn chế để khắc phục trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cấp ủy tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thuộc Đảng bộ huyện Tân Uyên đã kịp thời quán triệt triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật tới 100% cán bộ đảng viên, đồng thời cụ thể hóa bằng các quy định, chương trình kế hoạch của cấp mình để lãnh đạo chỉ đạo bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa phương để xây dựng chương trình, tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt là chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó giúp tổ chức đảng viên thấy được khuyết điểm, yếu kém để kịp thời khắc phục, sửa chữa, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng.
Đảng bộ huyện Tân Uyên có 15 đảng bộ cơ sở, 31 chi bộ cơ sở trực thuộc, 169 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với trên 2.800 đảng viên và 22 ủy ban kiểm tra. Để công tác kiểm tra giám sát trên địa bàn đạt hiệu quả, cấp ủy tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã xây dựng và thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát toàn khóa hàng năm, đảm bảo sát với tình hình thực tế, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt đối với công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, từ năm 2020 đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện kiểm tra hơn 100 tổ chức đảng và 463 đảng viên. Qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật 14 đảng viên. Qua công tác kiểm tra giám sát trong cái nửa đầu nhiệm kỳ thì cũng đã góp phần vào cái công tác xây dựng đảng của đảng bộ huyện ngày càng phát triển. Đồng thời cũng góp phần giúp cho các cái tổ chức đảng phát huy những cái ưu điểm, khắc phục những cái hạn chế, khuyết điểm và góp phần cảnh tỉnh, giáo dục. Đồng thời là qua công tác kiểm tra giám sát thì cũng đã phát hiện những cái vi phạm mà kỷ luật của các cái cán bộ đảng viên và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đảm bảo chính xác và với cái tính chất nội dung, tính chất mức độ, nguyên nhân tác hại thì chúng tôi cũng đã xem xét và xử lý đúng theo cái lỗi vi phạm và không có các cái việc khiếu nại kỷ luật trên địa bàn. Hàng năm, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thị trấn Tân Uyên chủ động xây dựng chương trình kiểm tra giám sát có trọng tâm, trọng điểm và xác định rõ nội dung, thời gian, thành viên tham gia kiểm tra giám sát, đồng thời chỉ đạo hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát theo đúng các quy định của Đảng. 9 tháng năm 2023, cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy thị trấn đã thực hiện 16 cuộc kiểm tra giám sát đối với đảng viên. Tuy nhiên, không có đảng viên nào vi phạm phải xử lý kỷ luật. Do làm tốt cái công tác kiểm tra giám sát, cho nên là đối với lại các chi bộ là cái đã nêu cao cái tinh thần trách nhiệm của tổ chức đảng cũng như là của người đứng đầu cấp ủy chi bộ trong cái thực hiện các cái nhiệm vụ, trong đó có cái nhiệm vụ kiểm tra giám sát. Và do làm tốt công tác kiểm tra giám sát thì số đảng viên vi phạm kỷ luật, vi phạm điều lệ đảng phải kiểm điểm, phải xử lý kỷ luật ngày một giảm. Riêng đối với năm 2022 và 6 tháng, 9 tháng đầu năm 2023 thì đối với đảng bộ thị trấn là không có đảng viên nào vi phạm phải xử lý kỷ luật. Thời gian qua, Đảng ủy xã Trung Đồng chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát, chủ động thường xuyên, liên tục, nhất là các vấn đề cán bộ, đảng viên, nhân dân đang quan tâm. Đồng thời thực hiện đồng bộ giữa kiểm tra và giám sát, coi trọng giám sát để nhắc nhở, cảnh báo, chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Đặc biệt là đã nghiêm túc xử lý đối với các đảng viên vi phạm. Qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm thì cũng đã xử lý đến 7 đồng chí đảng viên vi phạm về cái chính sách dân số. Thì qua đó thì cũng từ đó thì cũng tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức đối với cái đảng viên trong cái việc mà vi phạm về cái chính sách dân số và ngoài ra thì các cái nhiệm vụ cũng như là về chính sách của nhà nước và cái chủ trương của đảng để làm sao để các đảng viên chấp hành thực hiện tốt. Việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong đảng của đảng bộ huyện Tân Uyên một lần nữa khẳng định kỷ luật kỷ cương trong đảng được siết chặt hơn, có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm đối với tổ chức đảng và cán bộ đảng viên, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Thực hiện đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2022-2025. Những năm qua, ngành giáo dục huyện Đậm Nhùn đã có nhiều giải pháp tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh ở hai cấp học này. Qua đó, học sinh mầm non tiểu học, dân tộc thiểu số huyện Đậm Nhùn đã mạnh dạn tự tin trong giao tiếp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Năm học 2023-2024, trường mầm non xã Nậm Hàng, huyện Đậm Nhùn có 19 nhóm lớp, gần 370 trẻ, trong đó gần 100% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Để tăng cường tiếng Việt cho trẻ, trường mầm non xã Nậm Hàng đã xây dựng môi trường tiếng Việt phong phú, đa dạng, áp dụng linh hoạt phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, tổ chức dạy học song ngữ, tăng cường tiếng Việt trong tất cả các hoạt động giáo dục khi trẻ đến lớp, quan tâm tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động trải nghiệm thực tế có sự tham gia trợ giúp từ phía phụ huynh học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường tích cực tuyên truyền vận động các bậc cha mẹ thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Việt với trẻ khi trẻ ở nhà.
cô và trò trường mầm non Động Hàng cũng đã thực hiện được một số cái mục tiêu và giải pháp cũng như là nhiệm vụ để giải pháp cái tăng cường tiếng Việt. Là cái thứ nhất là quán triệt chỉ đạo để thực hiện cái kế hoạch. Giải pháp thứ hai là nâng cao cái trình độ chuyên môn cũng như là công tác của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong đơn vị nhà trường. Thứ ba là công tác truyền thông. Và cái thứ tư là nâng cao cái chất lượng dạy học, tổ chức tăng cường tiếng Việt ở mọi lúc mọi nơi. Và cái thứ năm là nhà trường cũng phối kết hợp với lại cha mẹ phụ huynh để làm tốt cái công tác tăng cường tiếng Việt, tạo quang cảnh trong và ngoài lớp học. Nhờ triển khai thực hiện tốt các giải pháp nêu trên mà đến nay kỹ năng nói và vốn từ tiếng Việt của trẻ dân tộc thiểu số của trường mầm non xã Nậm Hàng đã được cải thiện rõ rệt. Trẻ tự tin, mạnh dạn giao lưu cùng với thầy cô, bạn bè. Bạn Hân cho cô giáo biết là góc kỹ năng của lớp mình thì có những kỹ năng gì nhỉ? Cho con thưa cô. Rồi. Cái tóc. Rồi. Sâu dày. Rồi. Có gì nữa nhỉ? Kéo gì đấy con nhỉ? Kéo khóa. Bật công tắc. Rồi. Bên cạnh nữa là có gì nữa con? Ba lô. Đeo gì? Đeo ba lô. Để nâng cao chất lượng tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Nhùn đã chỉ đạo các trường xây dựng mô hình thư viện tại trường, tổ chức ngày hội đọc sách, hội thi giao lưu tiếng Việt giúp các em tự tin, mạnh dạn hơn trong giao tiếp. Mặt khác, phòng đẩy mạnh việc tuyên truyền tại các trường mầm non, tiểu học với nhiều hình thức như qua các hội thi, hệ thống loa phát thanh, chương trình măng non của trường, các cuộc họp bản, v.v. Phối hợp với chính quyền địa phương vận động cha mẹ học sinh thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Việt tại gia đình để trẻ có thêm vốn từ. Đa số học sinh là người dân tộc thiểu số thì cái việc mà tăng cường tiếng Việt cho học sinh thì được phòng giáo dục rất là quan tâm chỉ đạo thực hiện. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đơn vị trường xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề, xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh, tăng cường cái cho trẻ làm quen với các chữ cái, thơ truyện và rèn cho học sinh kỹ năng làm quen với tiếng Việt qua các cái giờ học tiếng Việt và các cái hoạt động khác. Ngoài ra thì còn việc tăng cường tiếng Việt còn được thực hiện ở các cái hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp và hoạt động trải nghiệm như là sinh hoạt dưới cờ, các cái tiết đọc thư viện hoặc là trong các cái hoạt động đọc của nhà trường. Từ những giải pháp thực hiện nêu trên mà đến nay trên địa bàn, tỷ lệ học sinh mầm non ra lớp theo đúng độ tuổi đạt gần 100%. Học sinh tiểu học dân tộc thiểu số đã mạnh dạn tự tin trong giao tiếp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm giao thông đi trước mở đường, Lai Châu chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là các công trình giao thông huyết mạch kết nối trong tỉnh và các tỉnh khu vực, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là 100% thôn bản có đường xe máy hoặc ô tô đi lại thuận lợi. Dự án đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ Lai Châu đi huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai là công trình gắn biển chào mừng 20 năm chia tách thành lập tỉnh. Dự án do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, có tổng mức 300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương với tổng chiều dài 24,3 km. Đến nay, dự án đã hoàn thành trên 85% khối lượng. Dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuần tra bảo vệ biên giới, phục vụ đi lại của nhân dân, thúc đẩy phát triển du lịch xã Xin Suối Hồ, đường đá cổ Pa Vi, kết nối tua tuyến du lịch với huyện Bát Sát, đặc biệt là từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Vâng, trước đường thì mưa thì trơn trượt, còn nắng thì bụi. Giờ chỉ mong là nó xong sớm để người dân đi lại cho nó dễ dàng, thuận tiện hơn. Hiện nay một số gói thầu đoạn từ thành phố Lai Châu đến xã Bản Hòn đã được đơn vị thi công, trải thảm nhựa rộng rãi, đi lại thuận tiện. Đây là tuyến nối thành phố Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc đang được Sở Giao thông Vận tải Lai Châu phối hợp với Ban Quản lý Dự án 2 của Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự án hoàn thành sẽ rút ngắn hành trình từ thành phố Lai Châu về Hà Nội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đoạn đường cao tốc Nội Bài - Lai Châu ấy, so với bây giờ là tuyến đường về Lai Châu này đi mấy cái đoạn này là đi rất là ngon. Thì mong rằng là cái tuyến đường này làm sớm để cho bà con đi tiến vào Hà Nội đi làm ăn thuận tiện.
Toàn tỉnh hiện có trên 7.500 km đường bộ, trong đó gần 200 km đường đô thị trên địa bàn các huyện, thành phố. Đường tuần tra biên giới có tổng chiều dài 260 km. Đường giao thông nông thôn có chiều dài trên 6.000 km. 100% xã có đường ô tô đến trung tâm, mặt đường được cứng hóa. 98,6% thôn bản có đường xe máy, ô tô đi lại thuận lợi. Hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ được quan tâm đầu tư đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cường khả năng kết nối giao thương giữa các vùng, đẩy mạnh sản xuất và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Ngoài những dự án giao thông kết nối vùng miền của tỉnh, các huyện, thành phố chú trọng thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lai Châu lần thứ 14 đề ra, đó là đến năm 2025, 100% thôn bản có đường ô tô xe máy đi lại thuận lợi. Đây được coi là một trong những giải pháp mang tính chiến lược bền vững, giúp người dân thuận lợi giao thương, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển. Tỉnh đề xuất với chính phủ cho phép Lai Châu là cơ quan chủ quản đầu tư xây dựng hầm Hoàng Liên kết nối huyện Tam Đường với thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Đến nay, dự án đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua chủ trương đầu tư và đang triển khai các bước tiếp theo của dự án. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao, sửa chữa các tuyến đường tỉnh, quan tâm cứng hóa tuyến đường nông thôn. Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, ủy ban các huyện, thị, tham mưu cho ủy ban tỉnh là tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào các công trình giao thông trọng điểm có tính liên kết vùng như tuyến đường lối Nội Bài - Lào Cai về thành phố Lai Châu, hầm Hoàng Liên, tuyến đường Thèn Sinh - Siêu Duy Hồ, tuyến đường Xéo Lèng - Nậm Tăm phân thuộc Nậm Cần - Nậm Sỏ - Tân Uyên đã rút ngắn cái khoảng cách đi lại giữa các vùng miền và tạo điều kiện là thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Nhận thức sâu sắc, giao thông phải đi trước một bước để tạo động lực cho các ngành kinh tế khác phát triển. Giao thông vận tải là mạch máu của tổ chức, giao thông tốt thì các việc đều dễ dàng, giao thông xấu thì các việc đình trệ. Một nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững, trước hết phải có một hệ thống giao thông đồng bộ hiện đại, thuận lợi, hiệu quả và an toàn. Do đó, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp, sửa chữa, mở mới các tuyến đường nhằm phát triển mạng lưới giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Xin được chuyển sang một số hoạt động thể thao diễn ra trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, sáng ngày 14 tháng 10 tại nhà tập luyện thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức giải cầu lông phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ 13 năm 2023. Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong tỉnh. Tham gia giải đấu có 12 đội với gần 50 vận động viên đại diện cho các đơn vị trong toàn tỉnh tham gia giải cầu lông phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ 13 năm 2023. Giải tổ chức thi đấu ở 3 nội dung gồm giải lãnh đạo, giải cán bộ chuyên trách, giải phong trào. Trong đó, giải phong trào thi đấu theo 3 nhóm tuổi dưới 35 tuổi, từ 35 đến 45 tuổi và trên 46 tuổi. Giải cầu lông phụ nữ Lai Châu được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu, mùng 10 tháng 10 năm 1949, mùng 10 tháng 10 năm 2023, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2023, và Ngày Phụ nữ Việt Nam. Đây là sân chơi bổ ích, là điều kiện để hội viên phụ nữ các đơn vị tham gia giao lưu học tập kinh nghiệm, qua đó tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu. Giải cầu lông phụ nữ tỉnh Lai Châu lần thứ 13 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10. Cũng trong sáng nay, Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các chi nhánh, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh tổ chức giải bóng chuyền hơi chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 20 tháng 10 năm 2030, 20 tháng 10 năm 2023. Giải bóng chuyền hơi ngành ngân hàng năm nay thu hút 8 đội bóng với 141 vận động viên là cán bộ công chức, người lao động thuộc chi nhánh các ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Ngay sau lễ khai mạc, các đội chia thành 2 bảng và tham gia thi đấu vòng tròn để chọn 4 đội vào chơi trận bán kết và chung kết. Thông qua giải, ban tổ chức mong muốn tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, giúp đoàn viên công chức, viên chức và người lao động ngành ngân hàng có cơ hội giao lưu học hỏi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết, tạo không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và chào mừng thành công Đại hội 13 Công đoàn tỉnh. Từ đó góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Dự kiến giải bóng chuyền hơi ngành ngân hàng sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 10 tới.
Thời gian qua, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn huyện Tam Đường đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, đặc biệt việc ứng dụng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện để tổ chức công tác thông tin cơ sở đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong 9 tháng đầu năm 2023, các đơn vị bưu chính viễn thông đã vận chuyển và phát tới tay độc giả 200.000 tờ cuốn báo và tạp chí các loại, doanh thu phát sinh đạt 3 tỷ 285 triệu đồng, đạt 60% kế hoạch và đạt 122% so với cùng kỳ năm 2022. Các hoạt động thông tin, truyền thông, truyền thanh, truyền hình được tăng cường. Cơ quan chuyên môn đã xây dựng trên 500 chương trình chuyên mục truyền hình, truyền thanh, sử dụng trên 2.800 tin, 584 bài, cập nhật thường xuyên tin tức lên trang thông tin điện tử của huyện, góp phần tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Ước 9 tháng đầu năm, tổng lượng giống phục vụ cho sản xuất là gần 2.200 tấn, gồm hơn 1.500 tấn giống lúa các loại, 392 tấn giống ngô, lai các loại, 206 tấn lạc, đậu tương và cây trồng khác. Các đơn vị địa phương đã cung ứng đủ kịp thời về giống lúa, các loại phân bón chất lượng để phục vụ nhu cầu sản xuất của bà con theo đúng định hướng, cơ cấu, khung thời vụ, lịch gieo cấy của tỉnh, của huyện. Đồng thời khuyến cáo nông dân lựa chọn mua giống lúa, phân bón từ những doanh nghiệp có uy tín, không sử dụng những giống lúa chưa có trong danh mục và chất lượng thấp. Tăng cường việc quản lý chặt chẽ thị trường cung ứng thóc giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại vật tư nông nghiệp khác trên địa bàn để ngăn chặn tình trạng bán hàng giả, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho sản xuất và người nông dân. Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, một trong các tiêu chí khó thực hiện nhất đó là tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người. Bởi vậy, thời gian tới, để thực hiện tốt tiêu chí này, tỉnh chỉ đạo các sở ngành tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân ban hành các chính sách, hỗ trợ, các đề án phát triển kinh tế xã hội, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư để tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Các huyện tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thực hiện sản xuất theo chuỗi liên kết, tăng hệ số sử dụng đất, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Đến nay, toàn tỉnh có 43 xã đạt tiêu chí về thu nhập. Trong 9 tháng đầu năm, tổng số vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng đã phát hiện là 165 vụ, trong đó phá rừng trái luật là 69 vụ, diện tích thiệt hại là trên 28 ha. Khai thác rừng trái pháp luật là 7 vụ, mua bán vận chuyển lâm sản trái pháp luật 33 vụ, tàng trữ lâm sản trái pháp luật 20 vụ. Ngoài ra đã phối hợp với các tổ chức tuần tra kiểm tra rừng được gần 1.100 đợt tuần tra kiểm tra. Kết quả đã phát hiện 19 vụ vi phạm các quy định chung của nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng. Xác định thời điểm mùa mưa, các đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Do đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục chỉ đạo hạt kiểm lâm của các huyện tăng cường cán bộ kiểm lâm xuống các xã, phối hợp tuần tra kiểm soát diện tích rừng và phòng chống các vụ phá rừng trái pháp luật. Cùng với đó, thực hiện việc tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành luật bảo vệ và phát triển rừng để diện tích rừng của tỉnh được bảo vệ tốt. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.